Chào anh em ha. Bữa nay mình cũng còn dư một cái bình hơi anh em. Đi cặp còng với một cái nòng nha. Cái nòng thì mình để trong kho mình chưa có lấy ra. Cái nòng này là nòng phi 12 60 nha. Cái này chung là mình cũng bị dư, bộ này mình dư ra, mình không có xài nữa, mình không có làm ra PCB nữa. Chung là công an hồi giờ khó khăn quá. Bắn hơi thì nó nổ hơi lớn. Để làm ra thử vài cái hay ớn quá nè mày. Chung sớm gì nó cũng phiền hà nữa. Nhưng mà thôi mình sẵn là vậy mình thôi mình thanh lý nó luôn. Bán rẻ là cho anh em nào cần thì mua ha. Chung nguyên một bộ vậy nè. Van cứu hỏa. Van một chiều. Cái bình luôn là 450k nha. Cái cặp còng này 100k nha. Mới 100 luôn anh em. Mình mua là cái 7 mấy ngàn nó, nhưng mà mình không xài nữa thôi. Mình để rẻ lại cho anh em luôn. Với một cái nồng. Nồng mà mình cũng để anh em lên 100k thôi. Mua cũng 100 mấy đó. Để lên 100k thôi. Co lờ thì không có nha. Co lờ anh em về có thể mua riêng nha, tại vì co lờ mình bán cho bạn kia. Đó, nguyên bộ nó là vậy đây. Cặp còng, bình, van đầy đủ hết, về chỉ là bơm hơi vô là chơi thôi. Với bạn mua cái co lờ gắn vô đây với cặp còng lên là búa đập thì mình cũng ra mấy cái mà mình bán rồi, mình không có ra búa đập nữa. Anh em có thể tự chế cũng được búa đập thì đơn giản mà. Đó, bộ về 450k nha. Anh em có thể trí thì cứ mua. Bình này bình thép nha, bình này mình chưa sơn quét gì đó, mình mới đi trước mình tiện về mình chưa có sơn quét gì luôn á. Bữa mình tiện nhau 2-3 bình nhưng cũng bán cho mấy bạn kia rồi, nhưng mà cũng còn dư lượng bình là không gầy thôi, để hoài cũng không làm gì thôi, đang bán rẻ cho mấy anh em chơi luôn. Cộng này cho anh em mua, anh em có chơi anh em biết mà. Cặp vậy 100k là quá rẻ. Cái này mình dư thì mình thanh lý thôi, nên mình để giá rẻ cho anh em dễ xài thôi. Cái nồng mình cũng dư cái đây là phi 12 này. Thường thì mình cũng còn cây của mình thì mình để bên chơi thôi, còn một cái dư một cái nồng nữa thì mình bán cho anh em. Đó, một bộ như nha. Anh em nào mua thì hồi mình để số điện thoại với video đó, rồi anh em cứ liên hệ ha, cái bài Zalo với mình hoặc là nhắn tin trực tiếp cũng được. Rồi, chào anh em ha.